Những chiếc máy trong xưởng xe tơ vẫn ngày đêm cuộn tròn cho ra những ống tơ nhân tạo trắng tinh mềm mại. Nhưng với người dân Tân Châu, cái âm thanh vang lên đều đặn ấy lại khiến họ nhớ về tiếng xa quê, tiếng khung cửi dệt lụa quen thuộc mà bây giờ chỉ còn trong tiềm thức. Riêng tôi thật khó có thể quên những năm tháng miệt mài với nghề canh cửi, những đêm thao thức cùng lá dâu con tầm. Ngay cả những chiếc xa quê truyền thống cũng đã nằm im một góc, và những mảnh lụa thổ nào giờ đã trở thành kỷ vật, trở thành chứng tích cho nghiệp tầm tan một thời gian bóng. Ngày xưa, mỗi lần nhắc đến Tân Châu, người ta thường nhớ ngay đến xứ lụa với những sản phẩm từ lụa nổi tiếng như Cẩm Tự, Lãnh Mỹ A. Nghe bà tôi kể, lụa Tân Châu đã có mặt trên đất chính rồng từ những năm đầu thế kỷ 20. Nghề ươm tơ dệt lụa cũng là cái nghiệp của ông bà tôi, giống như hàng vạn lao động sinh sống trên mảnh đất này thuở trước. Ký ức tôi phủ đầy màu xanh của những ruộng dâu bên bờ sông Cái Vừng. Con sông hiền hòa, thơ mộng và xanh trong nơi đầu nguồn đã tắm mát biết bao thế hệ. Chính tại nơi đây, người dân hai bên bờ đã đặt những hôm dâu nuôi tầm. Bến Tân Châu với dòng nước ngọt ngào, với không khí trong lành là nơi lý tưởng để con tầm có thể nhả tơ, để người dân quê tôi từ đó phát triển nghề dệt lụa nức tiếng. Đến nỗi Tân Châu từ một địa phương ở vùng biên giới đã được người đồng bằng ưu ái gọi là thủ đô tơ tầm của đất phương Nam. Nhưng ruộng dâu nay đã nhường lại cho rẫy bắp. Bờ sông xưa cũng đã nhiều chỗ xói mòn. Có cả một xóm chài cũng đã biến mất theo dòng bồi lắng của con sông Tiền. Không còn bám vào xa quê mà thay vào đó là tơ nhện. Có lẽ những chiếc khung cửi, những chiếc xa quê cũng đang tiếc nhớ, đang đợi chờ một cuộc hồi sinh. Bỗng dưng tôi lại nhớ đến những nghệ nhân nức tiếng một thời như ông Năm Ca, ông Bảy Ngọc, những người đã gây dựng cơ nghiệp và lao động miệt mài chăm chỉ, góp phần đưa lụa Tân Châu trở thành mặt hàng cao cấp, đẹp và bền, không thua kém gấm Vạn Phúc hay lụa Hà Đông. Những người đặt chân đến nơi đây, dẫu chỉ là một lần ghé thăm, chắc vẫn nhớ nụ cười của những cô gái chăm châu phong giặt lụa trên bến sông. Vẫn còn hồi tưởng về những mảnh vải dài mềm mại như tóc thiếu nữ. Hình ảnh đó đã nhiều lần đi vào thơ ca. Cô kia giặt lụa bên sông, cười duyên như thể trong lòng tư duy. Còn với người dân Tân Châu, rất khó để quên cái không khí lao động tất bật nhộn nhịp ngày nào. Một vùng đất mà thuở trước chỉ toàn làm nghề ươm tơ dệt lụa trong một chu trình khép kín. Cái nghiệp ấy vốn đòi hỏi sự cần mẫn, chịu khó. Cho nên ông bà mình vẫn thường nói, làm ruộng ăn cơm nằm, nuôi tầm ăn cơm đứng là vậy. Dù cực nhọc, nhưng người dân quê tôi vẫn rất mực yêu nghề. Họ chăm con tầm kỹ lưỡng và xem sản phẩm làm ra, tức lụa Tân Châu, là niềm tự hào không chỉ của một dòng họ, dòm xóm, mà là của cả một vùng đất vốn nổi danh với đất đai trù phú, với cồn bãi phì nhiêu. Sự thịnh vượng của lụa Tân Châu một thời xứng đáng được lưu lại trong lịch sử. Dẫu biết rằng thật khó tìm lại khung cảnh một quê lụa tấp nập sung túc, nhưng sau thời kỳ lụa Tân Châu nhường bước cho giải dốc nhân tạo vốn rẻ và đa dạng, vẫn có người vì nhớ nghề mà sản xuất cầm chừng ở vài hộ gia đình.
Riêng lãnh Mỹ A, một thứ lụa tiêu biểu cho đỉnh cao của kỹ nghệ dệt và nhuộm, đang lùi dần vào dĩ vãng. Ký ức tôi vẫn còn đó cái màu đen huyền đặc trưng của lãnh Mỹ A. Ngày trước, màu đen của tấm lãnh là màu sắc tiêu biểu nhất cho vẻ đẹp của vùng đất này. Người phụ nữ Nam Bộ xưa, ai mà chẳng ao ước một lần được khoác lên mình tấm lụa sáng bóng của đất Tân Châu. Bởi vậy, ca dao xưa mới có câu: bên nàng mặc lãnh Mỹ A, đưa đò sang chợ tưởng xa quá gần. Sắc đen huyền ấy được sinh ra từ trái mặc nưa, một loài cây vốn có nguồn gốc từ Campuchia. Qua sự tìm tòi học hỏi của người dân miệt châu đốc, chúng đã trở thành nguyên liệu để tạo nên màu đen đặc biệt, một bí quyết của làng nghề. Mới thấy để làm ra lãnh Mỹ A không chỉ cần sự lao động miệt mài mà còn đòi hỏi quá trình sáng tạo của những người thợ. Nhờ đó lụa Tân Châu mới có được tiếng thơm ở cả trong và ngoài nước. Làm sao quên những bàn tay chai sần vì ông bà tôi đã dắt hàng trăm tấm lụa, và càng không thể quên bàn tay đen sạm không chỉ bởi mưa nắng mà là do thứ nước nhuộm đen huyền của trái mặc nưa. Có lẽ trước khi nhuộm vào từng thớ vải, mũ của trái mặc nưa đã thấm sâu cái màu đen ấy vào đôi tay của những người thợ nhuộm nơi này. Cho nên tôi biết sẽ có rất nhiều người nhớ cái nghiệp tầm tan tuy vất vả nhưng đầy tự hào. Bây giờ thợ dệt lãnh bỏ đi hoặc đã chuyển sang nghề khác, huống gì là thợ nhuộm lãnh. Còn những người nắm giữ bí quyết của làng nghề, bây giờ tuổi đời càng thêm chồng chất. Dáng dấp của xứ lụa nổi tiếng vẫn còn đâu đây bên bờ sông Tiền. Bản hòa tấu của nghiệp tầm tan vẫn còn âm vang đâu đây trong những xưởng dệt công nghiệp. Thế hệ con cháu của những nghệ nhân xưa vì yêu nghề, nhớ nghề, vẫn ngày đêm đứng máy thao thức cùng sợi tơ, cho dù kén tầm đã được nhập từ vùng cao nguyên xa xôi, dẫu máy quay hiện đại đã thay thế cho chiếc xa quay truyền thống. Tôi biết đời người hữu hạn, khó mà chứng kiến cảnh bãi biển quá nương dâu, nhưng người dân Tân Châu nhiều thế hệ hơn ai hết thấu hiểu sự đổi thay của dòng đời khi nhìn thấy những giạt nước trồng dâu đã nhường chỗ cho rẫy dưa bãi mía. Đó cũng chính là những bước thăng trầm, những cung bậc cảm xúc của những ai đã đi qua nghề canh cửa. Khi tôi trở lại nơi này, những người thợ dệt đang sửa lại từng chiếc khung cửa. Sẽ là lạc quan nếu chờ đợi một ai đó nối lại những sợi tơ đã đứt, cũng như không dám hy vọng thế hệ sau sẽ nối lại nghiệp xưa quá kiếp cho con tầm. Có điều chắc chắn rằng lụa Tân Châu sẽ còn động lại mãi trong ký ức của những con người nơi đây như một kỷ niệm đẹp, kỷ niệm của một thời vàng son đã qua. Con rồng trái tiên khởi đầu lập nghiệp, khẳng định chủ quyền, đánh tan xâm lược. Cuối trời phương Nam có một rồng kiên dương mình góp sức xây dựng nước nhà phồn vinh thịnh vượng. Ngân hàng Kiên Long sẵn lòng chia sẻ.